Hi, xin chào các anh chị đang coi video đang quay lại là chống rung của xe Bomat 212 D-3. Đây là cấu tạo bên trong của nó. Cấu tạo bên trong của chống rung 212 D-3. Cấu tạo bên trong của nó nha. Có 212 D-3 nha các anh chị nha. Phía mặt bên này của phía mặt này của xe Bomat 212 D-3. Rồi tôi sẽ tiếp tục quay cái máy trong máy cái bô rung cho nha. Các anh chị coi nha. Đây là máy cái bô đập. Bô đập của xe Bomat ha. Không quá to, kinh luôn. Mua đập của xe Bomat rồi, của không đồng tâm á, mua đập của xe Bomat, rất là to anh chị, to nặng ghê luôn, cực kỳ to. Ok, cảm ơn các anh chị đã coi video, hẹn gặp anh chị video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh tôi nhé, xin thành cảm ơn.